chúng tôi có hai việc cực cảnh, lẽ ra là không có vào sân được. Vì thứ nhất là buổi trưa này sau khi dạy học xong trở về chùa thì chúng tôi cảm thấy mình bị choáng, chóng mặt cho đến giờ này. Mặc dù không có chóng mặt nhiều lắm nhưng mà nó có vẻ như là nó huyết áp nó cao sao và nó xuống thấp thế nào mà lâng lâng. Cái việc thứ hai nữa là khi nãy chúng tôi vào trong ngày hôm qua cũng bị hôm nay và thoát ngâm nên mời chúng tôi phải update cái chương trình bài học mới. Nhưng mà nếu mà chúng tôi chấp nhận thì như vậy sẽ trễ cái thời gian mình update lâu lắm thôi. Có hơn nữa cái chương trình mới thì chúng tôi không có commit được dễ dàng. Cho nên chúng tôi đã từ chối. Nhưng mà từ chối được một ngày, hai ngày không biết rồi. Ngày mai nó cho mình từ chối tiếp thì không nữa. Chứ tôi cũng đang cũng đang lo ngại cái chương trình cũ nó không cho xài, chỉ xài chương trình mới của chúng tôi. Giờ thì từ chối tiếp đó. Thì tôi nói để sao này, để sao. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cho cái buổi học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn quý Nhật Quỳnh đã cung cấp cái thông tin. Như vậy sẽ tiếp tục sự từ chối. Hôm nay chúng ta học cái bài 24 tốt học thì nay duyên đúng như gương của Nhật Quỳnh đã post lên trên màn hình và giới thiệu hôm trước. Trước khi đi xa thì chúng tôi đã có nói trước cái bài hôm nay. Bây giờ chúng ta lấy Phật trước. Arahang sama sampotho prabhava potam prakuvantam thikva devi svakhato prakuvata thammo thammang namasami subhatipanno prakuvato sāvaka sangho sankhang dhammami. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chúng thành phần đệ tử Phật. Kính chào chư tu đức, thân chào quý tu nữ và Phật tử. Kính thưa quý vị, học về tố học thiền na duyên, trước hết thì chúng ta cũng ôn lại cái ý nghĩa của chữ thiền na. Chữ thiền na đó đọc âm từ chữ chana, thiền na duyên chana cái chữ á.
trong duyên hệ, cái danh từ vừa gọi là Chana hay là Dina, cái danh từ đó có nghĩa đặc biệt khác hơn cái ý nghĩa thiền mà chúng ta xài trong tập kinh. Cũng xài từ Chana, nhưng mà ở trong tập kinh đó thì chỉ có cái tâm sắc giới, tâm vô sắc giới mới gọi là Chana, là thiền. Sơ thiền có tâm Chana vào cái trạng thái hỷ lạc, do ly dục vi bất thiện pháp sạch, có tầm có cứng, có hỷ có lạc và có nhất tâm hay nhất hạnh. Ekagata tức là định. Vị thiền đối với nhất Chana, một cái trạng thái hỷ lạc do định sanh, chỉ có bốn chi thiền là tứ hỷ lạc định. Tâm thiền ta đi ta tới nhất Chana là một trạng thái ly hỷ trú lại. Bỏ tầm bỏ tướng. Như vậy chỉ còn hai, chỉ còn ba chi thiền. Nếu nói theo tầm kinh là còn hai chi thiền, còn nếu nói theo tạng vi diệu pháp thì tâm thiền vẫn còn là hỷ lạc định ba chi thiền. Rồi tứ thiền là cái trạng thái lý trú lạc. Bây giờ chúng ta đang học nhiều pháp thì chúng ta nói theo cái hệ thống năm thiền của Tỳ Đàm thôi. Tứ thiền nó còn hai chi, tức là lạc và định, hai chi thiền, và ngũ thiền Vatamacchana gọi là Panchamacchana. Ngũ thiền là một trạng thái xả niệm thanh tịnh, cũng còn hai chi thiền, nhưng mà đó là xả và định. Thì chữ thiền na mà nói theo tập kinh là chỉ cho những cái thiền đó, hoặc là thiền vô sắc giới gọi là Arupacchana. Không có vị xứ thiền, thứ có vị xứ thiền, vô xứ xứ thiền và phi tưởng phi tưởng xứ thiền. Còn khi mà chúng ta nói theo ví dụ pháp mà ở cái duyên hệ chúng ta đang học đây thì chữ thiền na như thiền này nó cũng chỉ cho các cái chi thiền như là tầm với tất cả tứ với chà rá hỷ vị trí lạc xuất khác và định để các người ta thêm ưu và xả nữa, ưu đồ mà nó sát và xả của bên khác. Trong bảy chi thiền đó, đó kể tính ra thì lạc xuất khác, ưu đô mà nó sát và xả của bên khác, thì chi pháp nó là sự, là thọ tâm sở hay là tâm sở thọ. Như vậy tâm sở tầm
là chi tầm, tâm sở tứ là chi tứ, tâm sở hỷ vị trí là chi hỷ. Tâm sở thọ là chi lạc, chi ưu và chi xả. Và tâm sở nhất hành là chi định. Như vậy chúng ta thất chi thiền mà chúng ta chỉ có chi pháp gốc là năm tâm sở thôi. Năm cái tâm sở này không những nó là năm chi thiền, của thì sắc giới và thì vô sắc giới, mà năm tâm sở này thì nó có mặt ở trong tất cả các tâm. Trong đó gồm có tâm bất thiện, gồm có tâm thiện, gồm có tâm quả, tâm tốt. Cho nên ý nghĩa này cũng khiến cho chúng ta rắc rối đi. Tâm có chi thiền phối hợp là có 111 tâm ý giới và ý thức giới. Và do vậy khi chúng ta học về thiền na duyên thì chúng ta phải biết rằng trong cái khối yếu tri nó có cả chi thiền bất thiện trợ cho pháp thiện và sắc pháp động niệm pháp phổ biến chúng sanh, rồi chi thiền thiện ở trợ cho tâm thiện và sắc pháp động sanh, có chi thiền vô ký trợ cho tâm vô ký và sắc pháp động sanh. Do đó chúng ta có học về thiền na duyên theo tâm đề thiện thì chúng ta có bảy khổ yếu tri là thiện trợ thiện bằng thiện na duyên, thiện vô ký, thiện trợ vô ký và thiện na duyên, thiện trợ thiện và vô ký và thiện na duyên, bất thiện trợ bất thiện bằng thiện na duyên, bất thiện trợ vô ký và thiện na duyên. Bất thiện trợ bất thiện và vô ký và thiện na duyên, vô ký trợ vô ký và thiện na duyên. Chúng tôi sẽ giảng cho đến khi nào mà quý vị không còn nghe tiếng nên là biết lúc đó chúng tôi đã gục ngã, không tiếp nối được. Thì chúng ta cứ mở bằng pháp cũ để chúng ta nghe. Khi chúng ta nói đến thì na duyên nó là một gốc, tức là năm cái sở hữu chi thiền: tầm tứ hỷ thọ
và nhất hành trợ cho 111 tâm ý giới ý thức giới cùng 52 tâm sở phối hợp 17 sắc tâm và 20 sắc nghiệp tiếp tục. Thì lấy cái chi pháp đó chúng ta sẽ tính toán đối với viên duyên ngọn. Có cách để chúng ta tính như thế này, tìm ra duyên ngọn nó dễ. Chúng ta hãy xem gốc nó thuộc giống duyên gì. Cái trạch ý, trong chính cái trạch ý chính giống, thì thiền đa duyên thủ giống khô sạch sa trà tát trà tín. Bởi vì năm trợ giúp cho sở bằng cách là đồng sanh với nhau, cho nên nó thủ giống khô sạch. Như vậy khi mà chúng ta tìm với duyên cấu hợp, tức là tìm duyên ngọn của nó, của thiền đa duyên, là chúng ta cũng hãy tìm ở trong 15 duyên giống khổ sanh. Cái đó là cái gì? Cái bước thứ nhất. Cái bước thứ hai đó là khi mà chúng ta đã khoanh vùng các duyên đồng giống với duyên gốc, đã khoanh vùng như vậy rồi, thì chúng ta sẽ bước đến bước thứ hai. Ở trong mười lăm niên giống cầu xanh đó, ngoại trừ thì na duyên đang làm duyên gốc, như vậy còn 14 duyên khác, trong 14 duyên đó có thể tố hợp với thì na duyên được chăng, thì chúng ta nói rằng là bỏ 4 duyên chỉ còn lại có 10 duyên thôi là tố hợp, còn 4 duyên kia tố hợp không được. Bây giờ trước hết chúng ta loại trừ cái gì? Câu sinh trưởng duyên chúng ta loại trừ, vì trong câu sinh trưởng duyên nó năng là dục, thần, tâm, thẩm, tức là dục tâm sở, cần tâm sở, tâm động lực và sở, tâm sở trí tuệ. Tâm sở trí tuệ không phải là chi thiền, tâm sở dục không phải là chi thiền, tâm sở cần không phải là chi thiền,
và tâm cũng chẳng phải là chi thiền. Chi thiền nó có tầm tứ hỷ lạc và tầm tứ hỷ thọ và nhất hành. Cho nên cái câu sinh trưởng duyên thì không có cái chi pháp nào nó dính dắt với chi thiền cả. Cho nên chúng ta gọi chúng ta gọi trưởng ra. Rồi cái thứ hai nữa đó thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến cầu sanh quyền duyên câu sanh độc thực duyên hay là danh độc thực duyên, trong cái danh độc thực duyên đó, đó thì chúng ta lại không có chi pháp nào mà nó dính dắt với với chi thiền cả. Chân thực thực duyên tức là xúc thực, sở xúc không phải là chi thiền. Tư niệm thực, sở tư không phải là chi thiền. Thức thực, tâm không phải là chi thiền. Do đó chúng ta không có lấy được. Rồi câu sanh nghiệp duyên, câu sanh nghiệp duyên ở đây đó, tức là sở hữu tư làm năng. Mà sở hữu tư đó, cái tâm sở đó thì nó không có dính dấp gì ở trong năm chi thiền cả. Không phải là tầm tứ hỷ thọ và nhất hành, cho nên chúng ta bỏ ra. Rồi nhân duyên, nhân duyên ở đây tức là sợ năng, tức là tham sân si, vô tham sân mù si. Sáu nhân tương ưng này nó không có dính dắt gì tới chi thiền hết. Không có dính dấp đến chi thiền. Như vậy thì chúng ta sẽ bỏ ra bốn duyên là nhân duyên không lấy, nhân duyên không có tấu hợp được với thiền na, câu sinh trưởng duyên không tấu hợp được với thiền na, câu sinh nghiệp duyên không tấu hợp được với thiền na duyên, câu sinh nghiệp duyên ở danh vật thực duyên không tổ hợp được với thiền na duyên. Như vậy chúng ta bỏ bốn duyên đó và có một duyên là gốc, tức là thiền na duyên là năm. Như vậy chúng ta còn 10 duyên còn lại là câu sinh duyên, câu sinh y duyên, câu sinh hiện hữu duyên, câu sinh bất ly duyên, câu sinh bất tử duyên, hữu tương duyên, câu sinh y duyên, dị thuộc quả duyên, câu sinh quyền duyên, đồ đạo duyên, tương duyên. Đó là những duyên mà nó tấu hợp được với thiền na duyên. Thì sau khi mà chúng ta đã truy tìm những cái duyên tốt hợp với thiền na duyên rồi đó,
Bây giờ chúng ta sẽ nói qua cái chi, nói qua cái sự tấu hợp theo cái khẩu yếu tri. Trước hết là chúng ta nói về thiền na duyên, thiện trợ cho thiện. Ở đây là năm tâm sở chi thiền, thiện trợ cho 37 tâm thiện cùng 38 tâm sở phối hợp là pháp độc sanh. Thì cái trường hợp này có 8 duyên tổng hợp. Nếu mà cái chi pháp tổng là 5 chi thiền thiện trợ 37 tâm thiện cùng 38 tổng hợp, thì chúng ta có 4 duyên là câu sinh duyên, câu sinh đi duyên, câu sinh hiện hữu duyên, câu sinh ly duyên. Nó tổng hợp với thiện na duyên ở cái câu thiện trợ thiện, là lấy sẵn tầm sẵn tính hỷ thọ nhất hạnh trợ danh quẩn thiện là pháp độc sanh. Tiếp đến câu sinh quyền duyên có chi pháp tấu hợp của thiện na duyên, thiện trợ thiện là tâm sở thọ, thọ đây tức là nếu mà tính trên phương diện quyền duyên, cái câu sinh quyền đó thì là quyền ưu quyền hỷ quyền xã quyền, là quyền hổ quyền ưu quyền hỷ quyền xã quyền, cũng là sở thọ. Thì trong khi đó ở phía bên thiền na đó thì sở thọ đúng với vai trò chi thiền lạc, chi thiền ưu, chi thiền xả, thì như vậy nó ăn khớp ở chỗ là sở thọ câu sinh quyền. Rồi lại nữa sở chất hành, cái tâm sở nhất hành phía bên thiền na thì nó là chi định, nhưng mà phía bên câu sinh quyền đó, phía bên quyền duyên đó thì nó là định quyền, ăn khớp nhau hai chi pháp đó. Chúng ta lấy được về câu sinh quyền duyên tấu hợp với tấu hợp thì na duyên ở cái chi pháp sáu đồ đạo duyên. Đồ đạo duyên có chi pháp tấu hợp với thì na duyên, thiện trở thiện là sở vô tâm và sở nhất hành, trợ danh quẩn thiện đồng sanh và 37 tâm thiện, là 37 tâm thiện cùng 38 sanh hợp. Khi chúng ta nói đến đồ đạo duyên mà tố hợp cái thiện na duyên ở hai cái chi pháp là tầm và nhất hành, thì sở hữu tầm á, nếu mà nói theo thiền na đó, thì nó là chi thiền tầm. Còn nếu nói về đồ đạo duyên á, thì nó là chi đạo chánh tư duy. Còn tâm sở nhất hành cũng vậy, nếu tâm sở nhất hành mà nói theo thiền na thì cái chi pháp này
đó là chi thiền, chi định. Còn nếu như em tất cả mà nói theo chi đạo, nói theo đồ đạo thì nó là chánh định. Như vậy chúng ta cứ theo đó mà chúng ta tính ra. Rồi bảy tám ảo tương duyên và tương duyên, chúng ta thấy rõ ràng là năm cái chi, năm sở hữu chi thiền này khi mà nó trợ duyên cho tâm thiện đồng sanh đó, thì nó cũng được gọi là hữu tương duyên, vì năng sở giúp qua giúp lại nhau, mà cũng gọi là tương duyên. Năng và sở đều là danh pháp cả, cho nên nó tương ưng hòa quyện với nhau được. Thế thì trong câu thứ nhất thiền na duyên, thiện trợ thiện, chúng ta có tám duyên tổng hợp là câu sanh duyên, câu sanh ly duyên, câu sanh hiện hữu duyên, câu sanh bất ly duyên, hữu tương duyên, tương duyên, câu sinh quỷ duyên, đồ đạo duyên. Thứ nhất là vậy thôi. Bây giờ chúng ta nói đến cái chi pháp thứ hai, thì na duyên, cái câu ý kỳ thứ hai đó, thiện trợ vô ký. Học cho đến giờ này chúng ta phải hiểu thế nào gọi là thiện trợ vô ký. Năng là pháp thiện, sở là pháp vô ký. Như vậy năng giúp sở bằng cách gọi là thiện trợ vô ký. Nhưng mà tùy theo trường hợp chúng ta đến chỉ pháp, như là thiện trợ vô ký ở trong thiện na duyên, thì chúng ta lấy pháp thiện năng duyên ở đây là năm sở chi thiền, và pháp thiện sở duyên ở đây tức là 12 sắc tâm đồng sanh. Khi mà chúng ta nói đến thiện trợ vô ký, tức là năm chi thiền thuộc về danh, trợ cho 17 sắc tâm thuộc sắc. Danh trợ sắc thì đương nhiên là không thuộc về hữu tương duyên và tương duyên rồi. Bỏ ra. Nhưng mà danh trợ sắc á, thì nó đồng sanh mà bất tương ưng, cho nên chúng ta thêm một duyên là câu sanh bất tương ưng duyên. Như vậy trong trường hợp có ý trì thứ hai thì na duyên thì trợ một ký. Khi chúng ta nói đến chi thiền thiện trợ cho 17 sắc tâm thì chúng ta có bảy duyên, bảy duyên tổng hợp với nó. Trong trường hợp này là câu sinh duyên, câu sinh là duyên, câu sinh hiện hữu duyên, câu sinh bất lai duyên, câu sinh bất tương duyên. Cả năm duyên này nó đều có chi pháp tổ hợp với thiện na duyên, thì cũng giống vậy thôi. Năm chi thiền trợ 17 sắc tâm đồng sanh. Ừ.
chuyên sáu là câu sinh quyền duyên, có chi pháp tối hậu của thiện na duyên, thiện trực vô biến là hai sở hữu thọ và sự duyên và nhất hành trời đùi bể sắc tâm, rồi đồ đạo duyên có chi pháp là sở hữu tâm và sở hữu nhất hành tối hợp với thiện na duyên ở chi pháp đó. Hai sở hữu này tâm và nhất hành đã trợ cho bồi đầy sắc tâm thì cũng giống như trang chi pháp của thiện na duyên mà thiện trợ vô ký như này. Bây giờ chúng ta đến câu số 3, thiện na duyên là thiện trợ thiện và vô ký. Cái này chúng ta hướng lại cái câu 1 và câu 2 thì cũng là năm chi thiện trợ cho pháp hồng sanh, là 37 tâm thiện cùng 38 sở hợp và 17 sắc tâm. Nhưng mà cái trường hợp này khi mà chúng ta sở duyên mà chúng ta gom có thiện và vô ký thì nó rút bớt lại cái duyên tối hợp chỉ còn có 6 duyên thôi, tức là câu sinh duyên, câu sinh ly duyên, câu sinh hiện hữu duyên, câu sinh bất ly duyên. Câu sinh nguyện duyên, đồ đạo duyên, sáu duyên. Trong đó bốn duyên là câu sinh duyên, câu sinh ly duyên, câu sinh hiện hữu duyên, câu sinh bất ly duyên. Nó tổ hợp với thiện na duyên, thiện trợ thiện vô ký ở cái chi pháp là năm sở hữu chi thiền trợ cho pháp đồng sanh là 37 sắc, 37 tâm thiện cùng 38 sở hợp và 17 sắc tâm. Còn về câu sinh nguyện duyên thì tổ hợp với thiện na duyên, thiện trợ vô ký, thiện trợ thiện vô ký ở cái chi pháp là tâm sở thọ và nhất hành trợ cho pháp đồng sanh là 37 tâm thiện cùng 38 sở hợp và 17 sắc tâm. Rồi đồ đạo duyên có chi pháp tổng hợp với thiện na duyên ở cái câu thiện trợ thiện người vô ký là hai tâm sở tầm và nhất hành trợ cho pháp đồng sanh là 37 tâm thiện cùng 38 sự hợp và 17 sự tâm. Chúng tôi ráng hết nổi rồi, bây giờ chúng ta cứ nghỉ sớm. Chúng ta còn lại nha, bốn cầu duy trì của thiện na duyên. Chúng ta sẽ học qua tuần sau. Học phi diệu pháp hay là dạy phi diệu pháp ở trong lúc em bệnh nó phát sinh, nó làm cho cái tâm nó bị rối, tâm chi phối. Mà khi tâm chi phối bởi cái thân bệnh thì lúc bây giờ cái trí tuệ nó không có sáng, không có thể giảng giải rộng rãi và nói những gì cần phải nói để cho học viên nghe hiểu, thì như vậy nó sẽ vô ích.
Cho nên chúng tôi sẽ dừng lại ở đây để tuần sau chúng ta học cái lại. Hy vọng là tuần sau chúng tôi sẽ khỏe lại. Bây giờ thì cũng còn nhiều thời gian, xin thỉnh Đại Đức Phật Thích lên nói vài điều có liên quan đến vị pháp về thiện na na duyên, cho đến khi mà chúng ta còn 5 phút nữa thì thỉnh Thượng Tọa Bình Hạnh chúc phúc phước báo cho Trực. Xin kính chào tạm biệt Chư Tăng và thân chào tạm biệt quý Phật tử. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, xa thú, xa thú. Thay mặt hội chúng ở Trung Trung, chúng con xin thành kính tri ân đến sư phụ. Mặc dù do sức khỏe của sư phụ yếu, nhưng mà sư phụ cũng đã cố gắng học vào giảng cho chúng con nghe. Thành ra chúng con rất là thành kính tri ân đến sư phụ. Dạ, thật ra thì con cũng biết mà, đối với học về các duyên, đừng nói là thiền na duyên không, nếu mà nói về các duyên thì học thì nếu mà nhanh quá, nhanh quá không có, không bao giờ mà học nổi hết. Như ở trong, đối với cái môn học ví dụ pháp này thì chỉ thích học từng chi từng câu như vậy đó, thì coi như học đi học lại và nếu mà có được nhiều cái thí dụ, cũng như hồi nãy sư phụ nói về những cái thí dụ của những cái pháp này nó trợ cho cái pháp kia sanh lên, thì nếu mà như hôm nay chúng con có được thời gian, chúng con nghe, mỗi lần cứ nghe nhắc đến pháp thiện, trợ cho pháp bất thiện bằng cảnh duyên, hay là pháp bất thiện trợ cho pháp thiện bằng cảnh duyên gì đó, thì coi như là chúng con nghe được những cái câu đó là tự nhiên là thấy rất là hoan hỷ. Dù cho lúc đó là mình có làm cái gì, hay là có nhiều khi mình chưa hiểu được sâu sắc, nhưng mà hãy mà nhắc tới pháp thiện trợ cho pháp bất thiện bằng cảnh duyên rồi này kia, là coi như là nghe được những cái câu đó là tự nhiên cảm thấy rất là quan hỷ. Mình nếu là những cái bài học như là thiền na duyên, những cái bài học nếu mà chúng con mà được có thời gian rồi ở gần sư phụ á, và chúng con học tiếp theo để mà đưa vào những cái bài giảng, hoặc là ngồi mà tìm được những cái thí dụ về cái phần duyên này, thì chúng con nghĩ rằng bản thân chúng con rất là hoan hỷ, hoặc là những vị mà nghe pháp cũng rất là quan hỷ. Vì vậy cho nên chúng con cũng mong rằng sức khỏe của sư phụ sẽ được tốt, nhất là âm thanh, để cho có cái cơ hội để mà được nghe những cái chi pháp này. Chắc có lẽ rằng con thì giống như hồi đó mà sư phụ nói, học một cái khóa đầu tiên là để khóa ngu. Quý vị biết hồi xưa học vi diệu pháp này thì ai cũng chỉ nhận vào học dự thính thôi quý vị,
học dự tính một thời gian, phải nói là một khóa hoặc là hai khóa, rồi sau đó thì mới vào học chính thức. Vậy thì bây giờ ở trên mạng này, ở trên Bangkok này, mình nghe cái điều này, nghe cái câu này, nghe cái câu kia, rồi dần dần sẽ quen, và đến nhiều nhiều bài học như vậy, nhiều lần như vậy thì mới hiểu được chút đỉnh, hiểu được chút đỉnh thôi nha, chứ đừng nói mà hiểu hết một cái bài học như vậy. Thành ra nó, chúng con nghĩ rằng cứ được nghe đi nghe lại đó thì từ từ nó sẽ thấm thôi, cũng như là mưa dầm sẽ thấm đất. Bây giờ thì con thấy thời gian cũng còn ít đợi lại rồi. Con xin ra thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh quan hỷ phúc chúc cho lớp học hôm nay. Và con không biết Thượng Tọa Minh Hạnh có mặt ở trước máy hay không. Dạ, con thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh. Rakato sapa mangalang rakhanto sapa devata sapa buddha nu phavena sada sati phavantu te. Rakato sapa mangalang rakhanto sapa devata sapa dhamma nu phavena sada sati phavantu te. Rakato sapa mangalang rakhanto sapa devata sapa sangha nu phavena sada sati phavantu te. Tất cả phương báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức đã vào trong chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới ô và nghe pháp và chúng con và học pháp. Chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ta san ti vi ha ra wa si ni phu pe ga re bu thi ga re ta hin ta hin ta tham ma da de na pa wan tu bu chi ta so thin ca ron te tha vi ha ra mang da le thế ra cha mat cha na wa ca cha vi ca vô sa ra mi ca da na pa ti u pa sa ca ga ma cha de sa ni ga cha isa ra sa pa na pu ta su ki ta pa wan tu te cha la pu cha ye pi cha na tham pa wa sam se da cha ta tha vo pa pa ti ca ni ya ni tang tham ma wa rang pa ti cha te sa pe pi du kha sa ka ron tu sang ka yang tha tu ki răng sa tăng thẩm mô tham ma tha ra cha pu kya na sang kho ho tu sa mắc vô quá a tha ya cha hi ta ya cha tham he ra kham tu sa thẩm mô sa pe pi tham ma cha ri no pu thim sam pu ni ya ma tham ma ri ya ma we ni te. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập forum nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm ơn xin xuống.